Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3, Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân đoàn 4 đã sôi nổi hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 31 năm Ngày Truyền thống Phụ nữ Quân đội 10 tháng 3 năm 1993, 10 tháng 3 năm 2024. Tại buổi họp mặt, Hội đã phát động đợt thi đua đặc biệt phát huy truyền thống, viết tiếp chiến công, phụ nữ trường quân sự đoàn kết sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trước đó, Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân đoàn 4 tổ chức hành quân về nguồn, thăm di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, thăm lại căn cứ đất thép Thành Đồng, xem lại những chứng tích truyền thống đấu tranh chống quân xâm lược của các bậc cha ông, nhằm giáo dục truyền thống bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cho hội viên, từ đó xây dựng ý chí quyết tâm cao trong học tập công tác và xây dựng hạnh phúc gia đình, xứng đáng là những nữ quân nhân, trí tuệ, bản lĩnh, kỹ cương nhân ái.